Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Đứa con ô nhục của miền Trung. Bài viết do người buôn gió biên soạn quan chương trình bày. Kính thưa quý vị, một điều rất lạ, từ khi lớp lãnh đạo mới sau đại hội 12 cầm quyền thì đất nước có nhiều thảm họa về môi trường. Và những thảm họa này có nhiều phần là do chính con người gây ra thêm. Ngày nay, đa phần trong số của chúng ta không đặt vấn đề tâm linh gắn vào chuyện chính trị, quan trường. Nhưng ngược lại, nếu những hiện tượng tốt đẹp xảy ra từ thiên nhiên, thì được báo chí gán ghép đó là trời ủng hộ chế độ là dễ dàng được người ta tin. Chẳng thế, dưới chế độ Cộng sản đã có một câu ca dao châm biếm rằng mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tài đảng ta. Năm 2016, không có cái gì đáng gọi là được mùa để những thiên tài sáng suốt như là Cả Trọng hay là thiên tài kiến tạo như là Nguyễn Xuân Phúc được ăn theo. Tuy nhiên, đại thảm họa Formosa và lũ lụt miền Trung, những vụ cháy nổ và bắn giết giữa quan chức, tai nạn, đặc biệt là biểu tượng tâm linh rùa hồ gươm chết đã là những điều dồn dập xảy ra cùng trong một năm đó. Tuy nhiên, không mấy ai nghĩ rằng những hiện tượng này là điểm xấu cho chế độ hay là do lớp lãnh đạo chế độ không được lòng trời. Các thiên tài của đảng như là Nguyễn Xuân Phúc lúc đầu còn định đổ thừa Formosa là do thiên tai gây ra. Phúc và Trọng bật đặt xanh để báo chí lừa dư luận như là thảm họa cá chết là bởi thủy triều đỏ, tảo nở hoa, chấn động nứt gãy đáy biển v.v. Và cuối cùng, khi mà Tổng thống Đài Loan lên tiếng cảnh cáo và cáo buộc Formosa, thì lúc đó chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới buộc phải công nhận sự thật. Tuy nhiên, sự công nhận này cũng đã được sắp đặt sao cho nó có lợi cho Formosa. Cái ngày Formosa nhận lỗi cũng là ngày chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận lời xin lỗi và cầm 500 triệu Mỹ Kim của Formosa bồi thường. Và đây là cách chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dập tắt vụ Formosa, không cho người dân được quyền ý kiến về việc này. Và nếu tinh tế quan sát, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở một vài nơi nào đó, dường như có những ý kiến không bằng lòng với cách mà Trọng, Phúc giải quyết sự việc Formosa. Trong khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Tuyên giáo cố ý lấp liếm che đậy vụ Formosa, thì tại một cuộc gặp cử tri ở Đà Nẵng, những cử tri ở đây đã thẳng thắn chất vấn Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh về sự việc này. Và những cử tri Đà Nẵng đã nhắc đích danh cần phải kỷ luật Võ Kim Cựu, một đàn em thân tín của Nguyễn Phú Trọng và cũng là kẻ lẽ ra phải chịu trách nhiệm chính trong vụ Formosa. Chưa có tỉnh thành nào mà cử tri chất vấn quyết liệt và rõ ràng như Đà Nẵng. Điều đáng khen là báo chí Đà Nẵng không bỏ những đoạn chất vấn của cử tri mà đưa rất trung thực. Ông Trà Thanh Lợi, quận Sơn Trà cho rằng phải làm rõ trách nhiệm những người liên quan và đặc biệt là ông Võ Kim Cự, nguyên là Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Trình báo chí, ông Cự khẳng định việc ký quyết định cho phép Formosa đầu tư 70 năm là đã được sự đồng ý của 12 bộ ngành. Này, sự việc này xảy ra nghiêm trọng như thế nào, sao chưa thấy làm rõ trách nhiệm? Ông Lợi hỏi, cử tri Nguyễn Mậu Dư, quận Sơn Trà cho rằng Formosa xả thải là tội ác chứ không phải là vấn đề chỉ xử phạt hành chính. Tội ác ở đây là tội ác giết người mà không chỉ giết một người mà hàng triệu người, và không phải chỉ một thế hệ mà nhiều thế hệ. Đề nghị Quốc hội nên hình sự hóa những vi phạm về môi trường kiểu như Formosa. Ông Dự nêu quan điểm của mình. Nếu do hiện tượng thiên nhiên gây ra thì phải giải thích rõ cho dân, còn nếu do con người phải nói rõ do ai làm, ông Mai đề nghị. Thưa quý vị, trước những chất vấn mạnh mẽ của cử tri Đà Nẵng thì Đinh Thế Huynh, đàn em của Cả Trọng, đã lấp liếm một bài quen thuộc là y thanh minh Formosa đã bồi thường 500 triệu Mỹ Kim và đã xin lỗi rồi. Nếu tái phạm nữa thì mới đóng cửa, chứ không nên đóng ngay cửa bây giờ. Trong vụ Formosa, chúng ta thấy sự bào chè lấp liếm từ Bộ Tứ, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh Thế Huynh và Trương Minh Tuấn qua những phát ngôn trên công luận. Bè lũ bốn tên này đã dùng báo chí truyền thông để dập tắt mọi ý kiến đề nghị xử phạt nghiêm khắc Formosa. Trên khắp cả nước, các tỉnh thành đều yên lặng ý kiến về Formosa bởi vì bị Bộ Tứ kia khống chế. Và thậm chí cả những tỉnh như là Quảng Bình, Huế, Nghệ An là những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp cũng đã lẹt đẹt và ý kiến gọi là cho có lệ. Chỉ có cử tri Đà Nẵng đã mạnh dạn chất vấn vụ này. Hoặc có thể nơi khác cũng vậy, nhưng mà báo chí địa phương nơi đó đã không đưa tin. Sở dĩ Đà Nẵng mạnh dạn cũng là bởi vì Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sau khi vụ cá chết miền Trung đã có nhiều phát biểu phản ứng
như là không đổi đầu tư với là môi trường. Bí thư Xuân Anh đã nhiều lần nhắc đến những nhà máy thép gây ô nhiễm trong các phát biểu với lại báo giới. Tuy nhiên Đà Nẵng quá lẻ loi và nhỏ bé, cho nên những ý kiến của cử tri Đà Nẵng nhanh chóng bị lấp chìm trong bể thông tin về chống tiêu cực, chống lợi ích nhóm, chống diễn biến mà Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo báo chí đưa tin tập trung ồ ạt. Nguyễn Xuân Phúc, một đứa con miền Trung cũng hùa tiếp tay cho Trọng đồng lõa với việc bao che cho thủ phạm hủy hoại quê hương của mình, nói riêng và của cả đất nước nói chung. Một con người phản bội quê hương, phản bội đàn anh, triệt hạ đồng hương huyện Bá Thanh để tiến lên cái nấc thang danh vọng chức quyền, đã không đứng cùng với lại nhân dân Đà Nẵng trong việc phản đối Formosa. Đã thế, Phúc còn làm ngược lại. Hàng Nguyễn Xuân Phúc sẽ không thấy nhục nhã nhớ tới ngày ôm chân hầu hạ Nguyễn Tấn Dũng, quỳ xuống để chắp tay lại Nguyễn Tấn Dũng tha thứ, thề thốt trung thành, rồi xuất sắc tổ chức thanh tra vụ sai phạm đất đai Đà Nẵng dưới thời của Nguyễn Bá Thanh, nhằm đánh cho Thanh không vào được bộ chính trị. Bà con miền Trung rất đau đớn khi mà thấy Phúc như vậy. Với bản chất thẳng thắn và ngang tàn của mảnh đất khô cằn ấy, thì con người miền Trung vươn lên bằng sự can trường, quả cảm. Họ rất buồn khi mà thấy một kẻ như Nguyễn Xuân Phúc leo lên chức thủ tướng chỉ bằng luồng cuối, bằng phản bội và thất hứa. Và trước những dị nghị về khả năng điều hành đất nước yếu kém trong một năm nhậm chức thủ tướng vừa qua, thì Phúc lại quay đầu và bám chặt lấy chân của Trọng để xin sự che chở. Một trong những nguyên nhân mà Đinh La Thăng bình yên chính là việc Thăng đã có đút tiền cho Phúc để đổi được sự hậu thuẫn làm ngơ những sai phạm kinh tế. Và Nguyễn Phú Trọng biết rõ, nhưng ông ta còn cần đến Phúc để ngán được những ai muốn thay thế cho ông ta lên làm ngơ. Đấy là một trong những lý do khiến Đinh La Thăng thoát khỏi được tấn công của cả Trọng vừa qua. Nguyễn Xuân Phúc là một thủ tướng kỳ quái. Chưa có một vị thủ tướng nào chỉ mong có phe phái đánh nhau trong nội bộ để nhận tiền làm ngơ như ý. Người khác chỉ mong ngóng chạy đôn đáo tìm nhà đầu tư dự án, để nếu có sơ muối thì sơ muối ở đấy. Nguyễn Xuân Phúc thì trông chờ nội bộ đánh chém nhau để hưởng lộc. Và chính y mới là người mong cho cả Trọng tấn công thật nhiều đối thủ để có cửa kiểm soát. Và cũng chính y góp phần cho các mâu thuẫn trong các lãnh đạo trầm trọng hơn để kiếm ăn. Những loại thầy như là cả Trọng, đệ tử như là Nguyễn Xuân Phúc còn làm lãnh đạo ngày nào thì đất nước càng tăm tối thêm ngày ấy. Hy vọng Nguyễn Xuân Phúc tỉnh ngộ, sống làm người đàng hoàng là một hy vọng rất mong manh, hầu như là không thể. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Đứa con ô nhục của miền Trung. Bài viết do Người Buôn Gió biên soạn, quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.